Phát trực tiếp. Xin chào cả nhà. Phát trực tiếp. Live stream. Xin chào cả nhà. Hàng về rất là nhiều. Mai Văn Ngà. Rồi chào Thắng. Khoe với mọi người bụi én khủng 20 lá. Khá là khủng. Chào Đoàn Đức Huệ nhá. Cảm ơn Bùi Thanh An em. Đây là một cây rất là khủng. Chào Duy Phạm em. Các bạn có thể nhìn cái lá của nó đây. Đúng rồi anh ơi. Hôm nay ai hỏi gì thì còm thẳng trên bài em tư vấn qua nhá. Chào Sơn Seven. Like chơi em ơi, chưa bán em. Rất đẹp nha. Chào Đức BD. Cây đỏ có mỗi cây duy nhất thôi anh. Bởi vì nó to một cách khủng khiếp luôn anh. Anh nhìn bộ đế này. Cây này phát triển kịch kim thì có thể đến cỡ 2 mét. Mình cũng thích một chậu mặc kệ bạn. Chào Phương Thiêm. Như Lan luôn anh. Một số cây này thì kích gốc. Những cây này thì canh cắt tinh phần gốc để cho nó lẩy. Còn một số khác thì có thể cắt đốt như Lan. Có thể kích được. Chào Hoàng Ngọc Sơn. Hôm nay mình có thể tư vấn cho các bạn miễn phí nhé. Hôm nay không thu tiền. Ai hỏi gì hỏi sớm ạ. Chắc chắn là lá không sơn rồi. Cái này không cho tặng. Xin ít thôi, xin nhiều tao chửi đấy. Cứ thu tiền à. Thế bây giờ bạn nào mà có hứng thú thì cứ chuyển tiền và có thể hỏi. Em để hai lớp lưới đài và có mái che anh Tuấn Anh ơi. Định giá cho em một cây xương xương. Em ơi inbox riêng sau giúp anh nhé. Cây lá đỏ này là hôm anh đấu giá ở bên Thái. Một trong những bụi rất là khủng. Thì nếu như nhớ không nhầm là trên 200 chai. Còn hiện tại bây giờ thì rất là khó. Bởi vì không có cây to như vậy. Rất khủng luôn. Lá mới lên thật sự là rất là to. Nguồn rất dễ nhập anh ơi. Có thể nhập qua em. Em có thể giúp đỡ các bạn là gì? Đưa các bạn vào một số trang của Thái. Em có thể chịu trách nhiệm chuyển tiền hộ, ship hộ về tận Việt Nam được. Hỏi giá thể trồng à? Đô lết 200 em ơi. Đây hiện tại một số cây Thái vừa về. Thì bên Thái người ta kích ki rất đơn giản là gì? Họ bó rêu vào phần thân. Ở bên Thái thì họ có bó rêu vào phần thân và tạo vết thương hở để lấy rễ, sau đó mới cắt ra. Bạn nào muốn hỏi về giá thể thì inbox riêng nhé. Nói đây lộ hết. Các bạn tốt nhất là lên nuôi trên mái tre. Bởi vì bản chất dòng va lá thì màu sắc nó hơi nhạy cảm với mưa hay bị cháy. Đây là cái đau đớn nhất của cái việc vận chuyển, nó là bị cháy lá. Đây là vết cháy lá khi mà vận chuyển sang. Cho nên là nếu mà vận chuyển thì lên chọn những cái nhà vườn uy tín, cách gói chuẩn, chứ đừng mua lung tung. Cảm ơn Đình Chiến. Hàng to, hàng nhỏ, hàng lớn, hàng bé đều có. Rất nhiều. Đây là tác hại của cái việc mới chơi qua tìm hiểu thì bị dính nước mưa. Cây rất đẹp nhưng mà bị cháy do nước mưa. Cho nên các bạn lưu ý nhé, cây mới về không được cho ra ngoài trời. Cái này cây hồng hạc va. Đây gọi là cây thiên niên kiện, họ nhà Củ Giấy, lớn rất là nhanh. Đây là thiên niên kiện. Bộ phối màu rất đẹp. Bạn nào mua thì inbox riêng nhé. Lúc khác mình sẽ chụp cây và báo giá riêng. Vì hiện tại bây giờ là hôm nay mình có thể trả lời thắc mắc cho một số bạn cách trồng
và một số dạng khác. Các bạn cứ hỏi nhé. Cho à? Đức ơi, em mơ đi. Mọi người chia sẻ giúp nhé. Bây giờ bạn nào có nhu cầu hỏi về lá hay về lan đều có thể hỏi. Mình sẽ live stream độ khoảng 30 phút để trả lời cho các bạn. Hôm nay là trả lời free. Bọn nào có lòng thì cứ số tài khoản của mình ở trên Facebook cứ thế chuyển nhé. Anh đang ở đâu đó anh à? Anh đang ở chỗ đó đó. Bây giờ bạn nào hỏi gì là hỏi sớm nào. Nhanh để còn kết thúc live stream nào, đau bụng rồi. Đây là cách cắt tinh ra để nhân giống nhá. Cắt một đốt này. Nên chọn những cái có rễ mới được cắt, không có rễ đừng cắt. Sau đó cố định nó vào một chỗ. Giá thể cơ bản thì gồm có dừa miếng, vỏ thông, đá bọt loại nhỏ và đá bơ lai. Tỷ lệ là 1-1-1-1. Nhưng mà vườn nào ẩm thì giảm bớt vỏ thông nhé. Mà bạn là hỏi gì hỏi nhanh nào. Chào Thuật. Làm sao để cây én đẹp quá có bán không? Không bán cho lão Cang nhá. Sơn Seven ơi, chỉ cần BD là đẹp luôn em. Việc của em cần nó là BD. Em chỉ cần BD thôi, thế là em cái gì em cũng có. Cách chăm sóc thì inbox riêng bởi vì dài lắm, nói là không có kịp nghe đâu nhá. À, đây nè. Lá rất to nhá. Trốn rồi đấy. Giờ em mới vào, chào Thu Thu Chi Chi. Khô thì tưới em, ướt thì thôi. Làm sao để xin được cây em, anh? Khó lắm nha. Cái này rất đẹp. Lá rất đẹp. Tất cả đều là Anbo máu Nhật và một số cây đang háp, rất đẹp. Nhưng mà khi mà vận chuyển ấy, thì bị cháy tương đối nhiều. Chia sẻ để đâu. Em hỏi gì, Thu Thu Chi Chi, muốn hỏi gì thì hỏi, còm trên bài đi, anh trả lời. Quay em xem. Quay cái gì nào? Quay... Đây là mặt phía sau. Đây gọi là mạch va. Cách mà phân biệt một cây Anbo, Montera Anbo thế nào là đẹp thì cái cơ bản nhất là chúng ta nên chọn về phần thân rễ, bộ gốc. Vì cây này nó ăn qua rễ rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là nhìn vào cái mạch va trên thân. Mạch va là gì? Cái phần màu và phần xanh tách biệt. Và càng nhiều màu thì cây đó va nó càng mạnh thì càng đẹp. Thì đang quay cây nè. Cây thì rất là nhiều. Cách chọn Anbo là như vậy. Chọn mạch va trên thân rồi hãng soi màu lá. Đây là cây én. Chậu này cũng nhỏ nhỏ thôi, 20 lá. Đây là cây Red Congo. Philodendron Red Congo. Cây này tên Việt là Hồng Hạc Va. Cũng là họ nhà Philodendron thì nó thường là rất là lớn nhanh. Đây là cây Thiên Liên Kiện. Làm sao có tiền để mua? Trời ơi, đơn giản mà, nhắn tin cho thầy. Có tiền luôn. Bên thầy chuyên cung cấp vay lãi. Các bạn có thể nhìn nhé, mạch va của nó rất là đẹp. Lưu ý nhé, khi mà mới vào mà chơi hàng va ấy, hạn chế chọn những cái lá xanh như này. Hạn chế chọn lá xanh như này nha. Mạch va nó kém ấy, thì cây nó về sau lên màu sẽ không đẹp. Không cho xem được không? Đây cũng là một dạng va siêu hiếm. Rất đẹp.
Cái này rất đẹp nha. Đây cũng là một dòng khá là đồng đảnh, Caramel Maple. Rất đẹp. Rất đẹp nhưng mà đồng đảnh. Vì bản chất cây này mỗi khi vận chuyển về thì 90% là sẽ bị hỏng lá. Lá này gãy dập. Nên cây này sẽ rất là khó chiều. Dòng này ok nha, siêu hiếm. Rất là hiếm. Nào bạn nào hỏi gì thì comment nhanh ở dưới để mình trả lời nhá. Dasani của tôi đâu rồi? Tôi có luôn nha. Lỗ thủng khá nhiều. Chào Phương VD. Anh có quây lưới kín xung quanh em, thế là rùi anh không quan tâm. Giá hôm nay free mà anh Dũng ơi. Giá từng loại chứ. Đúng rồi em, lỗ thủng tự nhiên chứ. Ai đi đục lỗ trên thân để làm gì. Đây là lỗ thủng tự nhiên à. Không. Đây cũng là lỗ thủng tự nhiên à. Không. Còn đây là lá rách tự nhiên luôn à. Lá hơi to. Đây là cái mầm nó lên nè, cái lá lên mới nè, xoắn vậy á, cái này trắng tinh mất rồi. Lá rất là khủng nên là quay khó hết lắm. Cho nên là bạn nào muốn hỏi gì chăm sóc đúng không? Chăm sóc cái cơ bản đầu tiên này, rửa miếng, đá bọt. Đá bọt cỡ nhỏ nhé. Vỏ thông. Và đá bơ lai. Tỷ lệ là gì? 1-1-1. Trộn đều với nhau. Nhớ làm thoáng đáy bằng xốp nhé. Vì một số cây này nó cũng dạng dễ gió cho nên không cần quá nhiều cái giá thể. Huy Hoàng ơi, tặng mình mấy bao đi. Các bạn có thể phủ thêm một lớp đá bọt lên trên mặt như này cho đẹp nhá. Thì trong cái tác phẩm nó sẽ đẹp hơn. Mình lười quá chưa phủ viện hết rồi. Như thế này người ta gọi là mạch va yếu này. Thì lá nó sẽ nhiều màu xanh, ít vàng. Mạch va khỏe thì mình nên chọn những cái như thế này. Để đến khi cây phát triển lên thì nó sẽ đẹp. Và các bạn sẽ không bị chán khi chơi. Ok bạn ơi, lát mình nhắn nhá. À, bên này chủ yếu là én và anbo. Đây là một cái lá háp, tức là 50-50. Mà háp này nó không đều nhá, háp của háp tức là sao vẫn còn lá xanh trên cây. Là chuyện rất là bình thường. Là đi mua tìm hiểu kỹ nha. Chỉ sai cách Vân Tuấn ơi. Cố tình chỉ sai cách cây chết mới bán được tiếp chứ. Chỉ đúng sao bán. Đây là lá én. Con này thì lá sai 60 á. Rồi cả nhà vào tám chuyện nào. Có ai hỏi gì hỏi luôn nhá. Ai muốn xem gì nữa không ạ? Vườn vẫn đang trong giai đoạn cải tạo lại cho nên là hơi xấu. Nghe bạn lại hỏi gì hỏi sớm nha. Mình có đi làm vườn. Cây thì rất là ok. Én tùy cây em. Sao kêu dâm bậy bạn? Đấy à. Đây là apple. Đây cây anbo. Máu của Nhật thì thường thường đẹp hơn nhá, cây của Nhật. Với những cái dòng cây anbo thì cây của Nhật sẽ đắt hơn rất là nhiều.
Trọng Vin anh chưa chuyển về Việt Nam em. Của Hà Lan và của Trung Quốc thì nó sẽ rẻ hơn. Còn cái này thì sao ta? Cánh én mùa xuân của năm trước. Ok. Đây cái này người ta gọi là mạch va nè. Không, thấy không? Mạch va rất là đẹp. Cái này chơi đẹp từ thân luôn nhá. Đại bàng à? Đại bàng, có đại bàng. Đấy không? Lá này 60, gần 60 chỉ phải. Đây gọi là đại bàng. Đang khui hàng vẫn chưa khui hết. Lên che mưa. Dòng lá này rất nhạy cảm thì lên che mưa. Vẫn chưa bày được hết, cho nên là khi mà bày lên xong khả năng sẽ đẹp hơn chút. Cảm ơn em Vũ Đăng, Vũ Công Đăng. Lên hay nên? Nên. Mày hỏi quá đà nha gấu nha. Trụ én này 20 lá. Tương đối khủng. Xốp nhiều quá vậy. Vẫn ít á bạn ơi, vẫn chưa về hết. Về nữa chắc là còn full vườn nữa. Vẫn chưa gỡ hết ra này, vẫn để trong thùng này. Vâng, cảm ơn anh gấu chó. Chia em chợ về tập trăm. Anh từ chối em nha Thuật. Anh hết BD rồi. Không cho cây đâu. Nhiều loại lắm em. Có cái nào cho anh em? Có luôn. Chào Nguyễn Hải Đăng. Rất nhiều cái để có thể ra khơi. Anbu chia mày. Chưa chia em ơi, anh ít quá. Đang nuôi thêm. BD mà còn lại. Hết rồi, hết BD rồi. Ngày xưa thôi. Anbu chơi rất thích nhá. Nhưng mà trong cái quá trình vận chuyển là sẽ rất là nhiều rủi ro. Anbu khi vận chuyển rất nhiều rủi ro, đặc biệt là với những cây mạch va nhiều. Càng nhiều màu trắng hoặc vàng thì càng dễ bị cháy. Cho nên là phải chọn nhà vườn uy tín để người ta gói cẩn thận nhé. Nhà vườn, cái bạn này ở bên Thái, bạn ấy gói rất là chất. Gần như không hỏng. Cực kỳ chất luôn. Ngon chứ em? Việt Nam mình đâu có nhiều cây. Tại sao không ngon? Trong ngày hôm nay có thể sẽ bán một số chậu én nhỏ cho mọi người nhé. Có én nhỏ này. Anh Dũng xem được chậu nào chưa mà cứ xem ra xem vào thế. Đây là một cách cutting rất là hay của các bạn Thái. Các bạn tạo vết thương cho rễ cây bám vào trong túi ni lông. Rồi sau đó các bạn mới cắt. Thì thân nó sẽ đẻ được ra rất là nhiều mạch, rất là nhiều mầm. Nên các bạn Thái các bạn chơi rất là hay. Người nhỏ chơi việc nhỏ. Cho em vào chơi. Em cứ vào tự nhiên, tùy em chứ. Aurea chưa đưa về. Tuần chuyến sau bắt đầu mới có Aurea. Chuyến này không khỏe Aurea. Hoa cả mắt à. Cố chọn đi anh. Chào Trần Việt Long. Đại gia Trần Việt Long trong rời lá. Dạ, cảm ơn chú Đức. Vườn vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa lại cho nên là hơi xấu. Anh không bán online em. Anh không bán trong live stream. Live stream thì để chia sẻ, nói chuyện với mọi người thôi. Còn mua bán gì thì mọi người cứ inbox cho anh. Anh sẽ cố gắng tìm cây cho mọi người.
có đắt có rẻ có đủ thứ. Ok, cái đấy là hên xui. Cảm ơn Bình Nguyễn. Cái cây nó đủ khỏe thì bộ gốc nó tốt mà, không cần phải cầm vào chậu đâu. Em lái lại nhỏ á. Chào Tuyết Hoa. Cây rất nhiều nha. Các bạn Thái các bạn gói hàng cẩn thận lắm, nên là rất là nhiều sọt. Nhà chỉ có bán, đi mua về quay đi cho đâu. À, quay rộng vậy, góc rất rộng. Mọi người cứ ngắm cây nhé, ai có nhu cầu hỏi gì thì hỏi nhé, đừng xin cây, chắc chắn là không cho rồi. Có đi ai đi bỏ tiền tỷ ra đi mua về đi cho đâu, đúng không? Chào Na Than Nguyễn. Rồi. Tạm vậy nha. Xoay màn hình ngoài. Thì người ta đang bê cây, đang gỡ hàng thì rảnh rỗi quá, live stream lên cho mọi người nhìn. Mới được có vài chục chậu thôi, chưa được nhiều lắm. Bây giờ sẽ chia sẻ cách trồng nhá, thử một cây nhá. Được, mình sẽ lấy chậu. Anh Thọ ơi, cho em xin cái sọt đá bọt này, một cái chậu và một cái thùng giá thể ở đây. Trồng luôn à? Trồng một cây đấy. Cho dạy cho mấy bạn mới chơi. Khủng long Red Congo. Không cho đặt ở ghế được. Cho em xin cái ghế nhỏ luôn để ngồi. Khủng long Red Congo đây em ơi. Đủ khủng long chưa? To lắm, quay không hết. Đây là Red Congo khủng long, vừa mới lên thêm lá mới. Mà to quá. Cây này là cây Red Congo Philodendron Red Congo. Nó khủng long khủng khiếp luôn. Lá cây chị ơi. Hỏi lá gì hỏi lá. Anh chưa hiểu Đình Chiến, cây này nhân kia gì anh là sao? Hỏi kỹ giúp anh. Mặt hoa. Anh đảm bảo với em là hoa chính chủ luôn nhé. Có mặt hoa. Nhét vào thùng bê về thôi em. Vận chuyển gần chết. Riêng cái tiền vận chuyển không đủ, anh đủ chết rồi. Hồng Hạc Va mấy hôm nữa về thêm vài chậu á. Cắt gốc em. Khi nó đủ lá thì chém phần gốc. Nó có củ như kiểu củ khoai, củ giấy của mình á, thì nó sẽ lẩy cũng tương đối nhanh. Chắc vậy em. Nhìn chữ Thái chưa? Chắc chắn là từ Thái về rồi. Hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình thì không nhiều nguồn cây và giá nó không được tốt như của Thái. Nên nếu mà có cơ hội thì lên mua Thái về.
Có bạn nào xem cách trồng thay chậu không? Tôi đi chuẩn bị đồ. Idol. Chào Hoàng Kim Trung. Mình đừng gọi anh idol, anh không phải là idol. Mình thì chọn cỡ chậu tương đối nhỏ, nhưng một số anh em có thể chọn chậu to. Đây là cách trộn giá thể nhá. Vỏ thông, đá bọt. Trời sao lấy thông này ấy. Và lấy thông kia. Ok nhá, đây là vỏ thông này, đá bọt và đá bơ lai tỷ lệ 1:1. Ok chưa? Bắt đầu mang ra trồng nhá. Tôi đi kiếm ghế tôi ngồi đã chứ không tôi ngồi đất là tôi trồng cho mọi người nhìn à. Đó là giá thể nha. Tôi ngồi đây tôi cho mọi người nhìn. Mọi người nhìn rõ không ạ? Này hơi bị cao rồi. Đó, để đâu ta? Yeah. Không cần. Lấy cho em một cái chậu khác. Bắt đầu trồng nhá. Đây rồi. Không được. Xin chào. Bây giờ cách trồng nhá. Cách trồng là sao ta? Sao cái này không kê được? Đang tìm cái gì đó để kê cái điện thoại. Mọi người đợi chút nhá. Đây rồi. Trời. Xin chào mọi người. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ về cách trồng. Mời mọi người hỏi gì hỏi nhá. Đá bọt. Sai lớn. Nó rơi máy. Rơi máy rồi. Rồi. Chào Đức Trần Đức. Đầu tiên là chúng ta chọn đá bọt cỡ lớn nhá. Vì sao tôi ưu tiên cái loại này? Thứ nhất nó rất là mát. Thứ hai nữa là nó đầm cái đáy chậu lại để cây sẽ không bị đổ. Tôi sẽ cho đá bọt nha. Thì với cái chậu này, chậu size 21 thì tôi cho khoảng 5 phân, tức là rơi vào khoảng 20% lượng giá thể. Bởi vì bọn này nó ăn dễ, qua dễ tốt lắm. Thì chúng ta cho khoảng 20% thôi. Mình chọn cây này. Này nha. Tiếp theo thì đơn giản rồi, giá thể như trồng lan nhé. Giá thể này. Các bạn có thể nhìn này. Nhìn anh trai kia, thôi anh ấy đang dọn đồ em. Giá thể là gì? Vỏ thông Ochita, đá bọt, kèm một chút mùn dừa. Và quan trọng là cái đá bơ lai nữa. Rất thoáng. Mọi người nhìn kỹ không? Đúng rồi em, hên xui. Đây là một cây mới về nhá. Tốt nhất là khi mà mới về thay ấy, đừng nhổ hết rễ lên, mà giữ nguyên cái giá thể cũ của nhà vườn cũ đi, để cho cây đỡ đụng chạm. Sau khi nó thuần vườn mình rồi thì hãng thay gì thì thay. Các bạn nhìn bộ rễ của nó rất tốt. Cây này nó ăn qua rễ rất là nhiều, cho nên khi mà chăm sóc thì các bạn lên kèm thêm nhiều phân tan chậm và phân gốc nhá. Mùn dừa đã có. Rất đơn giản. Khi mà cây ví dụ như bọn én chẳng hạn, cây được khoảng 10 lá trở lên thì chúng ta lên cắm thêm một cái trụ có bọc rêu hoặc gì đó. À, hôm qua anh bận quá, không có thời gian gì xử lý nhan sắc. Mình trồng giá thể hoàn toàn thoáng như lan. Vì mình rất là thích trồng thoáng vì mình hay tưới. Bạn nào mà ít tưới thì cho tăng thêm mùn dừa nhé. Món mới Phúc Khánh ơi. Lên chừa lại khoảng trống trong chậu để về sau có thể đặt cọc cho cây leo nhé. Chứ đừng có trồng hết.
Lên để cho cây ra nghiêng chậu ra, chứ đừng trồng giữa chậu, về sau cắm cọc nó khó đấy. Nâu em. Tháo thêm khuy áo. Cởi trần luôn nhé Tùng ơi. Bạn nào vườn nào mà lười tưới á thì lên trồng nhiều mùn dừa. Còn bạn nào mà có thể tưới nhiều thì lên trồng giá thể thoáng thoáng như mình. Vì vườn mình nhiều người lắm nên là hay tưới. Rồi. À mọi người ai hỏi gì hỏi nhanh nào. Xin chào 53 người đang xem. Sao đợt này livestream ít người vậy ta? Mọi khi toàn 4-500 à. Nhớ vỗ cho giá thể xuống đều và để dễ nó cố định nhá. Nên trồng chậu nhựa, bởi vì bọn này khi mà lớn lên mà chúng ta làm kinh tế mà để bán á, mà trồng chậu nặng quá thì vận chuyển khó lắm ấy, rất là dễ gãy lá. Chào Phạm Tịnh, mày lại gọi anh cái tên bậy rồi. Nghe không? Ôi, đợt này 6 múi rồi, thay mai Khuy nhá. Cười nè. Đúng rồi em, ai hỏi gì hỏi nhanh là không tốn tiền. Em có mất tiền không? Thôi điên à. Tốt mà em, bình phun sương nó tạo hơi ẩm thôi mà, nó đâu có ướt cây mà sợ. Nhưng cẩn thận cháy bình phun sương thôi. Giá thể có thể khô nhưng mà trong không khí thì lên tạo cho nó độ ẩm. Nên dùng bình phun sương là tốt mà. Cây này dùng bán kiếm tiền em Tiến Dũng ơi. Vừa có thể làm cảnh vừa có thể kiếm tiền. Chào anh Dũng Trang. Đây là cây én anh dạ. Màu lá chơi rất là hay. Đây là cây nhỏ nhỏ mới về em đang trồng lại cho mọi người. Em hỏi luôn đi Lê Tuấn ơi. Anh bán luôn rồi. Bán em chậu lại thèm rồi. Chậu én này mai bán nhá. Giờ chưa bán. Hôm nay chưa tiêu tiền. Anh Dũng ơi, chuẩn bị chuyển tiền cho em vay thêm nhá. Bây giờ quay ra nhá. Phun sương ướt lá hàng ngày. Tốt anh ơi, lên rửa lá hàng ngày. Nhưng mà đừng để ẩm quá, rất dễ bị thối nhá. Lắng thì lên sử dụng hai lớp lưới đài. Bởi vì nếu mà tối quá thì khả năng sẽ làm giảm màu va của cây. Mà nắng quá thì rất dễ cháy vạch va. Mà lên sử dụng mái che. Vài triệu một lá anh Hói ơi, rẻ ạ. Tuy vì cây này cây lá nhỏ thì rất là rẻ, cây lá to thì đắt. Chậu này rất đẹp. Mọi người có thể xem, bê cho em chậu đấy ra đây, chậu to ra đây. Đặt. Đây là chậu to. Chậu này rất to. Giới thiệu với các bác, đây là anh làm vườn nhà em ạ. Và cao thủ trồng cây, trồng cây nào chết cây đấy, trồng không chết không lấy tiền. Em phân tích lại một lần cuối cùng nhá, giá thể. Vỏ thông, nên dùng Ochita nhé. Đây là em đang dùng vỏ thông Việt với Ochita vừa hết. Thêm đá. Đá gì? Đá bọt. Đây là đá bọt. Và kết hợp trộn thêm với một ít bơ lai và một ít mùn dừa hoặc là vỏ dừa miếng để tạo thêm độ ẩm cho lan. Nếu với vườn là bạn nào khô. Các bạn có thể xem trồng thêm cây nào nữa không? Cho em thêm một chậu đấy anh Thọ ơi. Về trồng thêm cây nữa nhá. Trồng thêm một cây nữa, cho em một cái cắm mấy luôn nhá. Một cái cắm cây luôn. Cái que có bọc ấy. Một chậu, một que có bọc nữa. Que có bọc ở trong tu. Bây giờ trồng thêm cây nhá. Cây nào đẹp ta? Chọn cây đẹp đẹp đi. Đang bị cháy lá. Trồng trồng xử lý. En hóa lại vàng. Chắc chắn là có rồi. Bây giờ trồng thêm một cái anbo cho các bạn nhìn nhá. Trồng miếng xốp. Đa nghề quá. Em rất nhiều nghề. Chào anh Dũng. Đại gia là tranh nhau lái. Trời, lái vui thôi em. Quan trọng gì đâu, tránh. Khủng long nè. Đá nè. Đó quá.
số bé đâu. Vâng, chào anh Lũng. Đây là cọc nhá. Đây là cọc quấn với sơ cọ, rất là bán sẵn ở ngoài. Anh gửi cho quen Lam Lê. Thì chúng ta lên sử dụng ống nước phi 27 quấn vào. Sau đó nhá, cắm như này nhá. Để cho cái phần đáy nó vững chắc này, nó sẽ không bị trôi khỏi giá thể. Rồi, cho đá vào. Nhớ là cho đá ngập cái phần xốp của mình để khoảng 4-5 cm. Hôm nay anh dễ tính. Đây sẽ để ngay cho mọi người dễ nhìn. Không thế thôi. Đây rồi. Bắt đầu mình cho sang giá thể nhá. Thôi thế thôi. Thôi. À, chờ hoa thấy không? Chúng ta đã có một cái cách cắm cọc rất là đơn giản. Một miếng xốp, một ít đá, sau đó cho giá thể vào. Cái cọc của chúng ta đã ok. Cần cây nhé, xem mấy cái kẹp này. Và mấy cái que 3-40 phân, cái que sắt cắm mình bình thường. Đây nhá, đây là cái anbo mới về này. Ở bên kia họ trồng chậu nhỏ lắm, họ không như mình đâu nhá. Em đang trồng size chậu 21. Các bạn có thể thấy bộ rễ khi mà họ trồng ở bên đó, bộ rễ của nó rất tốt. Với những cái nhà vườn chuẩn, họ sẽ bán cho mình cây khỏe như vậy này. Nhổ cỏ cho cây lớn nhá. Bắc chiêu tu. Hướng phần ngọn về cọc để cho cây về sau nó còn tiện leo. Lưu ý nhá. Đừng hạn, cố gắng nhẹ nhàng để làm sao không bị tổn thương phần rễ. Trồng làm sao cách mặt chậu khoảng 2 cm để về sau tiện cho đường bón phân nhé. Cây này ăn phân nhiều lắm á. Nó sẽ ăn phân trong chậu rất là nhiều luôn. Rồi, chúng ta đã có một tác phẩm, một cách đơn giản và nhanh, chỉ gọn nhẹ. Ok. Cố định nhá, bằng giá thể. Nhớ vỗ thật kỹ để cho giá thể nó có thể xuống kín một các khe. Nguyên tắc cơ bản từ trồng lan nhá. Các bạn có nhìn thấy không? Cây này gọi là cây rễ gió. Nên nó sẽ mọc rễ trên thân rất là nhiều, mà chúng ta có thể cắt sinh cái phần này, tức là cắt nó ra để tạo để gây giống nhá, cho em mượn kéo. Kéo xanh. Kẹp đâu. Sử dụng dây mềm nhá, hạn chế sử dụng dây cứng. Rất dễ bị thắt vào cây. Nên dùng dây mềm để cho cây nó đỡ hại cây. Và như thế này tạm thời là chúng ta có một chậu này. Này nha. Rồi dần dần chúng ta sẽ chỉnh để cho cây leo lên nhá. Bắt đầu chỉnh này. Bỏ lên. Xem ít dây đen. Mà có mấy cái kẹp. Đây là phần ngọn này. Thì lên cố định nó lại nhá. Buộc cẩn thận về sau là ngọn nó không ngoi ra đâu á. Xin lỗi cả nhà nhé, hút từ thuốc đã mệt rồi. Giá thể loại này trồng rất là đơn giản, không hề khó nhé. Khi mà chúng ta mua cây này á, các cái phần vận chuyển của nó thường sẽ bị cháy, thì lưu ý lên cắt ra đi, đừng để lại. Nhớ vệ sinh kéo, làm sạch trước khi cắt, bởi vì rất cây này rất là dễ bị nhiễm khuẩn. Ok. Bây giờ đến cái giai đoạn là chỉnh hình. Lá dài, que dài. Que ngắn, xem que dài hơn. Dài hơn này thì chúng ta sẽ bắt đầu vào giai đoạn chỉnh hình nhé. Để tôi đi cắt tỉa qua đã. Những cây nó bị hỏng lá, cây này rất dễ bị hỏng lá khi vận chuyển về nhé, mọi người lưu ý. Và cái lỗi mà vận chuyển lá này á, người ta sẽ không bắt đền cho chúng ta.
Chào Lương MU. Khi mà vận chuyển mà bị cháy lá, hỏng lá sẽ không được bắt đền. Lưu ý trong hàng chơi lá này là vậy nhé, chứ không phải là đi đòi tiền người ta đâu à. Người ta chửi chết, đặc biệt là gửi ở bên nước ngoài về. Không ai người ta bắt đền cho các bạn một xu nào đâu. Lưu ý nhé. Cắm cọc này để chỉnh lại hướng lá nhé. Cố định nó lại bằng dây mềm hoặc kẹp, đấy là riêng của các bạn, tùy các bạn, mỗi người có một kiểu khác nhau. Tôi thì tôi thường sử dụng là dây mềm. Chào Kẹt. Sao tên em hay thế hả Kẹt? Mỗi lần anh nghe thấy tên em là anh thấy Kẹt Kẹt của gì á? Okay, xe ốp một cái được. Khi vận chuyển về á, thường thì lá nó đang ở trong một cái trạng thái là anh vẫn bị hôi lách Kẹt ơi. Chào Kẹt. Nhớ chỉnh lá ra các hướng đều nhau để cây có thể phát triển ổn định. Cá nhân mình thì mình hay dùng dây bọc nhựa mềm để cho cây không bị hại. Vì cây mới về thì trông nó hơi xấu. Một thời gian sau khi tưới xong cây nó mở lá ra, căng lại thì sẽ rất là ok. Nhắc lại thêm lần nhá. Đừng. Để này. Ơ, chú về chứ luôn à? Sát trùng bằng cách gì? Đơn giản nhất là đốt lửa. Nếu mà có cồn thì càng tốt. Cái phần lá cháy là phải cắt, vì để nó sẽ bị loang ra rất là nhanh đấy. Cắt hết phần lá cháy khi mà trong quá trình vận chuyển ra nhá. Tốt nhất là trồng đến đâu cắt đến đấy. Các bạn thấy không? Bắt đầu cây lên hình thành rồi nhá. Ơi, thoải mái đi. Có ai làm gì đâu. Chém gió thôi mà. Kiếm tiền thấy vất vả không? Đấy, live stream như này mà từ nãy giờ không có thằng nào chuyển khoản gì luôn. Còn xem chùa không? Má ác ghê tay. Nhớ nhá, buộc nhẹ thôi không gãy lá. Sao còn mỗi anh Béo xem đấy anh Dũng ơi, không thấy ai còm gì luôn. Nhìn mặt anh đều không chịu được. Tiên sư mày, mặt anh như này mà kêu đều. Chào Kiều Phan Thắng. Em đi đâu đấy? Trúc Hiền ô chích. Cây này tạm thời chưa bán em. Anh mang về anh nuôi đã. Rồi các bạn có thể nhìn. Tạm thời là các bạn có thể nhìn nhá. Khi mà cây nó đủ độ xòe ra sẽ rất là đẹp rồi. Bắt đầu đẹp hơn rồi này. Nhưng mà khi cây nó đủ ổn định á, cái lá nó sẽ hướng theo như này này. Bởi vì ngày hôm trước thì khi mà vận chuyển á, là mình phải uốn thẳng cái lá lên để vận chuyển cho nó bị hại. Từ thái về á. Đó, đến khi mà cây ổn định, lá sẽ phải xúc như này nhá. Tách các lá ra, hạn chế để nó chồng vào nhau nhé. Rất là dễ hỏng. Thứ 6 có sự... Ok em.
tắt luôn, nghỉ nhá. Mọi người thấy tác phẩm ok chưa? Ok nhá. Rất đẹp. Anh hỏi gì nữa không? Về anh đi Tân ơi, chạy qua anh đi, anh đang ở vườn. Rồi, chuẩn bị chào cả nhà. Lần sau trước khi con lạy mẹ luôn chứ bây giờ mà đánh son nữa con đời con xuống dốc. Hết BD lâu rồi. Trời đất ơi. Vâng, chào chị xinh đẹp. Hiện tại bây giờ là đang tạo thêm một số rãnh nước để cho giữ ẩm cho cây. Đấy, đang làm. Cho nên là hơi bể bộn. Tân về mạnh khỏe nhá. Không nào rảnh thì ra anh. Ok nhá, chào mọi người nhá. Đây là khi mà chưa trồng. Lá rất là xít vào nhau bởi vì sao chúng ta vận chuyển về á. Mà khi mà trồng xong á, cố gắng làm sao để cho nó hình thành một cái cây, một tác phẩm. Để cho mọi người nhìn vào có thể bắt mắt hơn. Thế nhá, xin chào tất cả mọi người. Em tạm thời kết thúc rồi ạ.